Súp điện 3G bát 40. Con này thì có giá là 8 triệu 500 ngàn đồng. Súp đời cao AFB 6118S. Nhà em đang có hai quả, đời này là đời cao hết tầm của nó luôn. Con này có giá 28 triệu đồng. Và súp hơi, đây là súp hơi của súp điện các bác nha. 6115S. Con này bát neo 40. Con này hiện tại đang có giá rơi vào là 18 triệu đồng. Đấy. Đôi 835 bát 40 3 đường tiếng. Đôi này có giá 27 triệu 500 ngàn đồng. Súp điện 3G bát 50. Con này hiện tại đang có giá rơi vào là 10 triệu 500 ngàn đồng. Và hiện tại thì em còn hai đôi 115 hàng full thùng súp. Còn hai đôi nữa các bác nhá. Về được 5 đôi em bán 3 rồi, còn hai đôi nữa. Đôi này có giá 17 triệu 500 ngàn đồng, không bao ship các bác nhé, giá tại cửa hàng. Đấy, giá tại cửa hàng. Sang bên này chúng ta sẽ có những dòng súp kép. Súp kép của JBL 518 và 618. Hiện tại những đôi súp kép này đang có giá rơi vào tầm 36 triệu đồng cho một đôi. Rẻ hơn súp đơn. Súp đơn các bác phải mua với tầm khoảng độ 40 triệu, 38 triệu. Hai bát 40, nếu nhà nào mà đánh một quả thì các bác có thể đánh cho em quả 718 này. 718 đang có giá là 23 triệu đồng tại cửa hàng. Đây là 728. Súp 418, nhà em đang có mấy quả này? 418 bát 50 từ 22 côn 100. Dòng này đang có giá rơi vào là 20 triệu đồng một quả đẹp. Còn cái quả vừa vừa thì nhà em đang nhập với giá tốt hơn, nó rơi vào tầm 17 triệu. Có, từ tí mới đi. Đây là súp PRX 418. 418. Con này là bát từ 22 côn 100. Con này hiện tại đang có giá là 18 triệu đồng một quả. Nhà em đang có 3 quả đẹp như mới. Đôi TR 125 nhà em đang có tất cả là 5 đôi nhưng mà chưa vệ sinh, 4 đôi là chưa vệ sinh, có một đôi vệ sinh rồi. Đôi này hiện tại đang có giá 17 triệu đồng tại cửa hàng. 4735A nhà em cũng có giá rơi vào tầm 37 38 triệu. 4732 đôi này có giá rơi vào tầm 44 triệu. Đấy. Súp hơi thì nhà em rất là nhiều, súp hơi 118. 118 đây rất là nhiều. 415 giá 15 triệu bát 40. Đây là thùng của 415 này. Đấy, bát 40. Và ở đây có một đôi TR225 hàng nguyên tem, chưa qua vệ sinh, lau chùi gì cả. Đôi này hiện tại đang có giá là 19 triệu 500. Đấy, súp hơi B3 đời cao VS 1800B. Giá của con này rơi vào 8 triệu đồng một quả. 925 nhà em đang còn tổng 5-6 đôi. Giá nó lanh quanh từ 29 đến 30 triệu. Và 825 giá của nó lanh quanh đâu đó tầm khoảng 2-3 triệu rưỡi đến 25 triệu. Tùy theo đồ đẹp. Rất nhiều. Loa 4726X. 26X. Con này bát của nó từ 22 côn 100, chép cũng từ 22 côn 100. Giá thành của con này nó lanh quanh đâu đó rơi vào tầm khoảng độ 46 triệu. Súp 518S, quả này có giá 18 triệu, 19 triệu một quả. Rất nhiều hàng, nói chung là nếu mà để mà sắm sửa thì nhà em có đầy đủ các model, các mã thì các bác lựa chọn. Hầu như tất cả các mã đều có. Số máy của em là 0971998555. Bác nào đầu tư đến mã nào alo cho em nhé. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. 510 nhà em đang còn khoảng độ 7-8-9-10 đôi gì đấy. Bởi vì số lượng em nhập cái lô này là 50 đôi chứ không phải ít. Và bán bây giờ còn có khoảng chục đôi thôi. Giá của nó 12 triệu 500 ngàn đồng các bác nhé. Một lần nữa xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt các bác.